Trận đấu đã bước sang phút thứ 89 rồi. Lúc này có thể thời gian đứng yên lắng đọng, nhưng cũng có thể là những ồn ào khó lường. Chào mừng quý vị đến với bản tin phút 89. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin phút 89 ngày 12 tháng 6 năm 2022. 23 giờ ngày hôm nay, U23 Ả Rập Xê Út gặp U23 Việt Nam trận tứ kết thứ tư của giải U23 châu Á 2022. Thử thách đương nhiên là rất nhiều đến từ đội bóng đang là á quân của giải đấu. Nhưng U23 Việt Nam cũng đã chuẩn bị mọi phương án để đối đầu với đại diện hùng mạnh này. Và đương nhiên, bản tin phút 89 ngày hôm nay sẽ hướng sự tập trung tới cuộc so tài tại Lokomotiv. Những điểm nhấn cho bản tin ngày hôm nay, thần tài của U23 Việt Nam được AFC vinh danh. Truyền thông Ả Rập Xê Út cảnh báo đội nhà về người hùng SEA Games. Chưa xác định được đối thủ ở bán kết, nhưng huấn luyện viên U23 Australia đã lên tiếng về mong muốn đòi món nợ 4 năm về trước với Việt Nam. Và hãy cùng bắt đầu bản tin ngày hôm nay với một tin vui rất lớn dành cho U23 Việt Nam trước cuộc so tài với U23 Ả Rập Xê Út. Trước trận tứ kết, bàn thắng của chân sút Nguyễn Văn Tùng vào lưới U23 Thái Lan đã giúp U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1 ở lượt trận đầu tiên của vòng chung kết U23 châu Á. Và bàn thắng này đã được AFC bình chọn là một trong 5 pha lập công đẹp nhất vòng bảng. Pha volley đẹp mắt của tiền đạo sinh năm 2001 còn được so sánh với bàn thắng không tưởng của huyền thoại bóng đá người Hà Lan Marco van Basten ghi vào lưới của Liên Xô ở trận chung kết Euro 1988, góp phần đưa cơn lốc màu da cam lên ngôi vô địch. Trước đó, thủ môn Quan Văn Chuẩn cũng đã góp tên trong hạng mục top 5 pha cứu thua hay nhất ở vòng bảng khi đã có phản xạ xuất thần để cứu một bàn thua trông thấy cho U23 Việt Nam sau cú sút của tiền đạo Yeom Ji-sung bên phía U23 Hàn Quốc. Trong khi đó, thì truyền thông của Ả Rập Xê Út cũng lên tiếng rất nhiều về cuộc so tài của đội nhà với U23 Việt Nam. Theo tờ Al-Watan, tuyển U23 Ả Rập Xê Út phải đối mặt với một bài kiểm tra thực sự và hứa hẹn gặp nhiều khó khăn ở tứ kết khi đối thủ là U23 Việt Nam đang có sự tiến bộ vượt bậc và đã được minh chứng ở vòng đấu bảng năm nay. Tờ báo này nhận định U23 Việt Nam đã lọt vào tứ kết sau khi đứng nhì bảng C có 5 điểm từ trận hòa 2-2 với U23 Thái Lan và 1-1 với đương kim vô địch U23 Hàn Quốc, sau đó đánh bại Malaysia 2-0 ghi 5 bàn và để thủng lưới 3 bàn. Nên nhớ rằng U23 Việt Nam là á quân của giải năm 2018. Đây không phải là một trận đấu dễ dàng với chúng ta khi U23 Việt Nam đã chứng tỏ họ có thể gây khó cho U23 Hàn Quốc. Trong khi đó, báo giới Ả Rập Xê Út còn cảnh cáo huấn luyện viên Al-Seri phải đặc biệt quan tâm đến các cầu thủ nổi bật trong đội hình của U23 Việt Nam như Nhâm Mạnh Dũng, Lý Công Hoàng Anh hay Lê Văn Đô. AFC vừa công bố trọng tài sẽ điều khiển trận tứ kết thứ tư giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út. Theo đó, trọng tài người Nhật Bản Yosuke Araki, năm nay 36 tuổi, sẽ bắt chính. Hai trọng tài biên là ông Nishihashi Isao, Takagi Takumi và trọng tài VAR cũng là người Nhật Bản, ông Lida Junpei. Cùng tham gia tổ trọng tài ở trận đấu này còn có trọng tài thứ tư người Hàn Quốc, ông Kim Woo-sung và trợ lý VAR, ông Kim Hee-gon. Ở vòng chung kết U23 châu Á lần này, ông Yosuke Araki bắt chính trận mở màn giữa U23 Iran hòa 1-1 với U23 Qatar. Ông cũng từng bắt chính trận đấu giữa U23 Ả Rập Xê Út với U23 Uzbekistan hồi tháng 10 năm ngoái và trận đấu cũng kết thúc bất phân thắng bại, khi đó hai đội hòa nhau 2-2. Trước đó, ông cũng cầm còi trong trận U23 Nhật Bản hòa U23 Tây Ban Nha ở trận giao hữu quốc tế hồi tháng 7 năm 2021. Với lịch sử cầm còi các trận quốc tế thường mang lại kết quả hòa, trọng tài Yosuke Araki được xem là điểm lành cho U23 Việt Nam. U23 Ả Rập Xê Út sẽ chịu một tổn thất lực lượng không nhỏ. Theo Ayrayadia, tiền vệ trụ cột Tuki Anama đã không tham gia buổi tập cuối cùng với toàn đội trước trận tứ kết ngày hôm nay. Huấn luyện viên Saad Al-Seri đang chờ báo cáo của đội ngũ y tế về sức khỏe của tiền vệ 22 tuổi trong ngày hôm nay để đưa ra quyết định cuối cùng. Anama mang số 10 là nhạc trưởng trong lối chơi của U23 Ả Rập Xê Út. Anh đã chọn hai trận mở màn thắng Tajikistan 5-0 và hòa Nhật Bản 0-0. Nhưng nghỉ lượt trận cuối khi đội bóng này thắng UAE 2-0 hôm 8 tháng 6. Nguồn tin của Arabia cho rằng Anama không thi đấu vì mệt mỏi, cần sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Nhật báo nước này cũng dự báo là tiền vệ 22 tuổi nhiều khả năng không dự trận tứ kết với U23 Việt Nam. Với kỹ thuật và nhãn quan tốt, Anama được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Ả Rập Xê Út. Sau khi chơi cho các cấp độ trẻ, anh ra mắt đội Al-Sabah năm 2017.
Anama gây tiếng vang khi giúp Al Sabah về thứ 5 ở giải vô địch quốc gia Ả Rập Xút mùa giải 2018-2019 và được bầu chọn là cầu thủ trẻ hay nhất của giải. Tối 11 tháng 6, U23 Australia đã hạ U23 Turkmenistan 1-0 nhờ tình huống đánh đầu phản lưới của Orazov, trở thành đội bóng đầu tiên vào bán kết của U23 châu Á 2022. Theo phân nhánh từ đầu giải, đối thủ mà họ sẽ gặp là đội thắng trong cặp tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xút. Vì vậy, huấn luyện viên Trevor McGann sẽ đích thân dự khán trận đấu trên sân Lokomotiv hôm nay. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xút hết sức đáng xem, ai cũng muốn trực tiếp theo dõi. Tôi cũng sẽ tới sân. U23 Việt Nam gần đây, đặc biệt là tại giải đấu này, sở hữu nhiều tài năng trẻ ấn tượng, họ được tổ chức tốt. Trên hành trình gây ấn tượng năm 2018, đội bóng dưới trướng của huấn luyện viên Park Hang-seo từng đánh bại Australia bằng bàn duy nhất của Nguyễn Quang Hải, khiến đối thủ bị loại ngay từ vòng bảng. Huấn luyện viên Morgan xem đó là bài học về sự cẩn trọng nếu tái ngộ U23 Việt Nam. Ông nói khoảng 4 đến 6 năm gần đây, bóng đá Việt Nam tiến bộ rất nhiều và thực sự đáng xem. U23 Australia từng trải nghiệm điều đó khi thi đấu khó khăn và hứng chịu thất bại trong dịp đối đầu với U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á năm 2018. Nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Ả Rập Xút, tôi sẽ xem thêm băng hình, phân tích kỹ càng hơn. U23 Iraq đăng quang năm 2013, còn U23 Uzbekistan vô địch năm 2018. Trận đấu giữa hai cựu vương tại Paktakor, Makazi, Tashkent diễn ra căng thẳng ngay từ khi trái bóng vừa lăn, với đủ mọi diễn biến từ thẻ đỏ, phạt đền, đá phản đến loạt luân lưu. Ngay phút thứ 9 sau tình huống bắt bóng không dính, thủ thành Abdullah Vuhit Nematop đánh trỏ vào mặt của Waka Ramdanhan. Sau ít phút, nhận tư vấn từ tổ VAR và trực tiếp ra đường biên xem lại tình huống, trọng tài đã rút thẻ đỏ với Nematop và cho Iraq được hưởng phạt đền. Trên khán đài, cầu thủ viên Uzbekistan liên tục la ó và ném vật thể lạ gồm giày dép và thậm chí cả gạch đá xuống sân, khiến trận đấu gián đoạn tới 10 phút. Các cầu thủ U23 Uzbekistan phải ra dấu yêu cầu các cổ động viên ngừng quá khích. Họ còn phải đi nhặt những vật thể ở trên sân và ném ra ngoài. Dù phải thi đấu với 10 người trên sân, nhưng U23 Uzbekistan vẫn kiên cường, cầm chân U23 Iraq sau 120 phút để kéo đối thủ vào loạt sút luân lưu cân não. Tại đây, U23 Iraq một lần nữa vượt lên khi đối thủ đá hỏng ở loạt sút thứ hai. Nhưng ở 3 lượt quyết định thì Wanka Ramahan, Mohamed Abdulriha và Hassan Abdulrahim lần lượt đá hỏng, khiến cho U23 Iraq thất bại với tỷ số 2-3. Chủ nhà U23 châu Á năm nay sẽ gặp U23 Nhật Bản hoặc U23 Hàn Quốc ở bán kết diễn ra vào ngày 15 tháng 6 trên sân vận động Mili Stadion. Chuyển sang thông tin của bóng đá quốc tế, hai đội bóng vào chung kết UEFA Champions League mùa trước là Real Madrid đã vô địch và Liverpool Á quân là những đội đang gây bão trên thị trường chuyển nhượng với liên tiếp những bản hợp đồng bom tấn trị giá hàng trăm triệu euro. Theo đó, ngay sau khi Real Madrid công bố hoàn tất thương vụ chiêu mộ ngôi sao tiền vệ Aurelien từ Monaco với mức chi phí chuyển nhượng tổng cộng 100 triệu euro, Liverpool cũng đi những bước cuối cùng để chuẩn bị mua xong tiền đạo Darwin Núñez từ Benfica với mức phí tương tự. Real Madrid chiêu mộ Aurelien cũng là một tuyển thủ của Pháp đã làm dày thêm hàng tiền vệ của mình vốn đã cực khủng với những cái tên cựu binh và ngôi sao cho tương lai gồm Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Fede Valverde. Không kém cạnh đối thủ đầy duyên nợ, Liverpool cũng chuẩn bị trước cho khả năng tiền đạo kỳ cựu Sadio Mane ra đi khi đang gấp rút hoàn tất chiêu mộ tiền đạo Darwin Núñez từ Benfica. Thương vụ chuyển nhượng này hiện ở những bước cuối cùng, chỉ còn những bước như kiểm tra thủ tục y tế và ra mắt nữa là hoàn tất. Liên đoàn bóng đá Bulgaria đã thông báo về việc đội tuyển nước này đã gặp tai nạn giao thông kinh hoàng trước trận gặp chủ nhà Georgia ở bảng 4 League C thuộc UEFA Nations League. Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá nước này, vào cuối ngày 11 tháng 6, hai xe buýt đưa đội tuyển từ sân bay Sibili của Georgia về khách sạn đã đâm vào nhau khi người điều khiển chiếc xe đầu tiên trong hai xe buýt chở đội chúng tôi bị mất lái. Một trong những cầu thủ trên xe, Todor Nedelev, 29 tuổi, bị chấn thương sọ não và phải được đưa đến bệnh viện ngay. Trong khi đó, cả hai chiếc xe buýt đều hư hỏng nặng. Trong một tuyên bố sau đó vào ngày 11 tháng 6, Liên đoàn bóng đá Bulgaria nói rằng Nedelev đã được phẫu thuật thành công và tổ chức này sẽ cập nhật thêm về tình trạng của tiền vệ đang khoác áo câu lạc bộ Botev Glodit. Liên đoàn bóng đá Bulgaria cũng cho hay các thành viên khác của đội đều khỏe và không bị thương. Tuy nhiên, vụ tai nạn chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của đội tuyển Bulgaria trước trận gặp Georgia thuộc UEFA Nations League diễn ra vào lúc 23 giờ tối nay, tức ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Đó cũng là thông tin cuối cùng của bản tin Phút 89 ngày hôm nay.
Xin chúc quý vị và các bạn một buổi tối với thật nhiều niềm vui và cùng chờ đón tới thời khắc trái bóng lăn trên sân Lokomotiv lúc 23 giờ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.